Tại khu vực hội trợ Xuân phía trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm Hà Nội đang trưng bày những cây đào cây mai được đúc từ đồng và mạ vàng 24K vô cùng ấn tượng độc đáo. Những sản phẩm này đều được làm thủ công dưới bàn tay chế tác của nghệ nhân. Các chi tiết mạ vàng đều phủ lớp nano để bảo vệ vàng được lâu và chống bá bụi. Toàn bộ công đoạn phải rất tỉ mỉ, thời gian hoàn thành phụ thuộc vào kích thước của sản phẩm. Trong đó công đoạn phức tạp nhất là chế tác cánh hoa và nhụy hoa Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai cây đào và mai mạ vàng được bán với giá gần 3 tỷ đồng một cây. Cặp cây độc đáo này đều được đúc từ đồng nguyên khối và mạ vàng 24K, trong đó cây hoa đào có chiều cao 180 cm được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Cây mai có chiều cao 160 cm, mỗi bông hoa gồm 5 cánh đại diện cho ngũ phúc, hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Mỗi cây sử dụng hết khoảng 2 đến 3 cây vàng để mạ. Phía ngoài cùng được phủ một lớp nano cao cấp để bảo vệ vàng và chống bám bụi. Ngoài ra tại gian hàng này còn có chậu lan hồ điệp 9 tầng hoa có tên Cửu Long Tranh Châu, cao khoảng 4m, tán rộng gần 2m, nặng hơn 1 tấn được giao bán với giá hơn 3,86 tỷ đồng.